Đại ngáo husky khiến Sen đau đầu vì quá nghịch ngợm. Ngồi đang nỉ lên đây con. Mẹ bất lực rồi. Mùi tập tạm dừng. Hai bên này ra là để nhảy cho á. Trời ơi, xuống nữa nè. Theo đó, thanh niên đành áo quanh năm, lâu lâu mới tỉnh và khổ nỗi, chỉ có lúc nó ngủ thì mới tỉnh thôi. Ngày nào Sen cũng phải dắt chó ta đi dạo công viên, mới đầu thì ngoan ngoãn lắm mà không hiểu sao vừa đến gần hồ, chó ta phi luôn xuống nước, chả cần quan tâm đến mặt mũi con Sen. Chỉ thương chàng trai hiền lành nuôi phải con đại ngáo, càng cố lại gần gọi nó. À, chỗ mày nuôi mày là thú vui tao nhìn nè. Năm lần hết, năm lần đi quay vậy. Ủa, lần nào nó cũng nhảy sao nghe hả chị? Dạ, không có biết chơi đâu. Biết ra ra dụ mày lên kìa. Thôi thấy là chích lên liền. Thấy bạn đi lên, đi lên đây. Biết ra rụ dụ mày lên. Ra đến hai con nằm dưới đây. Mà nó cả bơ đi, ở nhà thì lười tắm, bảo ra kỳ cọ cho sạch sẽ thì không nghe đâu. Thế mà ra công viên, còn husky lại như thành phiên bản khác, thấy anh chủ lân la đi ra gọi mình. Thanh niên này còn giấu luôn mặt dưới làn nước rồi quay đít chạy luôn ra giữa hồ. Xem clip xong, ai mà có suy nghĩ muốn nuôi husky thì nhớ nghĩ kỹ vô nhà không lại rước yêu quái về nhà đó. Buổi tập tạm dừng. Các bạn đã xem, nếu thấy hay cho mình xin nút bấm like và đăng ký kênh nhé.